Ngày 23 tháng 8, đại diện Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bến Tre cho biết gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Do đó, dự báo trong ngày, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trước đó, lúc 17 giờ ngày 22 tháng 8, tại huyện Bình Đại, bất ngờ có mưa to kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Theo thống kê nhanh ban đầu, trên địa bàn huyện có 11 căn nhà sập hoàn toàn, 60 căn bị tốc mái, siêu vẹo, nhiều cây xanh, cây cổ thụ bị lốc xoáy làm bật gốc và gãy đổ, hệ thống điện bị ngắt. Ngoài ra, cơn lốc xoáy làm cho 8 người dân địa phương bị thương do chạy không kịp khi nhà sập đổ. Còn tại tỉnh Tiền Giang, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trận lốc xoáy vào chiều ngày 22 tháng 8 đã làm tốc mái 14 căn nhà tại huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông, ước tính thiệt hại khoảng 140 triệu đồng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 cơn lốc xoáy ở các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, thị xã Cai Lậy, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Tân Phú Đông và thành phố Mỹ Tho, làm sập và tốc mái 145 căn nhà. 1,7 hectare cây bắp thiệt hại 100% và 354 cây ăn trái khác, ước tính thiệt hại tài sản hơn 2,4 tỷ đồng.